Hello, 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 hello everybody, welcome to Heo với Cát Tê. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với con game của kênh Heo với Cát Tê. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một con game làm đình làm đám một thời ha. Vâng, nhìn là anh em đã biết game gì liền đúng không? Mà tự nhiên Heo quên tên rồi. Ok, hôm nay sẽ chơi nhân vật nam đi. Vô game liền. Đó. Thần khúc. Đó. Ok, vô game nè. Đó. Chúng ta có thể bỏ qua cái phần đầu game này cũng được. Không thì cứ để nó đi. Đó. Đồ, bản này có bộ Việt hóa chuẩn nha. Wow, Việt hóa chỉnh theo bản gốc luôn. Ê, mà có cái này nè, có cái chữ đó nè, cái chữ lực chiến đó. Đó là cái chữ gì đó. Nó bị còn Trung Quốc ha. Má tưởng là mà nó Việt hóa luôn 100% thì ngon rồi. Ok, cái này Việt hóa khoảng 99,9% ha. Rồi, tới luôn bầu ơi. Cái gì vậy? Nạp 1 đồng tặng VIP hả? Ủa 1 đồng sao tặng? Bèo lắm cũng phải 10.000 chứ. Thời buổi này đi chơi game mà nạp 1 đồng sao nạp, đúng không? Bèo lắm là phải ủng hộ 10.000. Đó, ok. Vừa vô thì chúng ta chạy nhiệm vụ đầu game cái nha. Để coi game này nó phi cho chúng ta cái gì cái đã. Nhiệm vụ đầu game. Nhiệm vụ đầu game. Ok anh em. Vô là có hú cưỡi rồi. Tại thì chưa có VIP, chưa có gì hết nha. Đó, chưa có mở hoạt động nhiều luôn nên là cứ bình tĩnh từ từ. Một đam nó cũng khá là to hả? Nhưng mà có đôi dài đã rồi anh em cứ phù tới chỗ này, phù tới chỗ kia. Đó, ok. Kế bên nên nó không phù được. Cứ xa xa là nó dứt tuốt ha. Đấy, mới lên 18 à, từ từ bình tĩnh. Chúng ta phải lên cao nữa chúng ta mới mở thêm nhiều chức năng được nữa anh em. Game này tới 100 mấy lần mà chơi chút lên 100 mấy à. Tại vì game này nó mau chuyển sinh lắm. Làm nhiệm vụ tí là lên chứ gì. Ủa, tới cái map nào vậy ta? À 23 mở được kích hoạt chủ tuyến gì nè. Ok. À hoàn thành 23 cấp chủ tuyến kích hoạt. Cái này là cái thiên thần. Ok. Rồi bây giờ chúng ta đến với thông tin server đi. Để cho nó chạy nhiệm vụ tí đi ha. Đây thông tin server. Tân thần khúc khai mở S1 Hoa Vũ 11 giờ ngày 27 tháng 2 nha anh em. Khai mở S1 Hoa Vũ nha, 10 giờ 27 tháng 2. Phiên bản duy nhất Free EOS đâu nó. Giờ đây thì các anh em đam mê thần khúc ha. Có thể chơi được trên EOS mà free luôn, ngon. Hôm. Rồi Pitco tân hữu thần khúc 2021. Tải game tại link nè ha, hướng dẫn nạp. Rồi nhóm giao lưu hỗ trợ trực tiếp trên EOS hoàn toàn miễn phí nè ha. Đó, đảm bảo ổn áp, ổn định, không đai, hoàn toàn miễn phí. Đây, nhập fit có gì nhận fit code server 1, yêu cầu like share này ha để nhận thêm code nè. Đó. Phần thưởng like share 200.000 kim nguyên bảo không khóa, 400.000 kim nguyên bảo hóa. Tiền đồng là 1.000 vạn. 1.000 vạn là tương đương với 1 triệu đấy. Linh sủng chiêu mộ quyển trục nhân 10 nữa hả? Ồ, tiếng giai đan gói quà 250. Mở ra nhận được đan dược ha. Game nhập vai hot nhất hiện nay, tỷ lệ nạp là 10k được 200.000. Ở tính ra cũng rẻ anh em. Tính ra 100k thì được 2 triệu rồi đúng không? Đồ rẻ đấy. Hàng loạt các sự kiện mini nhận quà tại fanpage ha. Đó, link tải nè. Ok. Ở game ngon nha. Để coi nhập cái code tân hữu được cái gì cái đã. Đồ tiền đồng hóa được cả ức mấy luôn nè. Ôm gì vậy? Vô phúc lợi. Rồi Pitco nè ha. Nhập. À không, không phải cái này. Đâu rồi. Đây. Đâu rồi, nhập vô. Dư rồi, đúng rồi dư. Đó, anh em thường là hay bị dư dấu cách này nọ ha. Ok, kích hoạt mã. Đó, trời nhiều như vậy. 150 vạn. Ok, để nhận hết đi rồi vô tính tiếp. Má nhiều quá. Đang chạy nhiệm vụ nữa anh em. Ta sẽ vô đây ha. Đây, chúng ta được 500.000 kim nguyên bảo không khóa ở cái có tân hữu nha. Wow, được 2 triệu. Cái này là 2 triệu nè, 2 triệu kim nguyên bảo không khóa. Với 2 triệu đúng không? Đúng rồi. 1.000 là hiếm 4 số 0 nữa là được 7 số là được 10 triệu. 10 triệu bạc thừa, đồng thường. Với lại một ức mấy đồng hóa ha. Cái này là đang A xếp nhân 2 sử dụng 1 thôi, sử dụng chi nhiều. Ok, trải nghiệm tính năng VIP gì đó. Rồi sử dụng cái này là sử dụng thiên thần khói phiến gì nè. Ok, sử dụng hết đi. Ồ mà ở tính ra ngon nha, game Việt má về là quá ngon rồi. Ngon nhào vô nữa chứ, đậu xanh. Ok, mới nói ngon cái không ngon nhào vô, trời. Chưa có like xe luôn á, like xe nhận thêm code nữa kìa. Đồ hôm. Ôi, tính ra 500.000 kim nguyên bảo chúng ta cũng lên được cả khá với hình như là 1 triệu hay là mấy trăm ngàn gì đó là lên được match VIP 12 gì vậy. Lâu lắm rồi không biết, không nhớ con này luôn á. Nay mới có dịp quay lại này trời ơi, cả một khung trời kỷ niệm. Ok, tất nhiên là chúng ta sẽ đi nâng đồ lên đó. Nâng lên hết để cho nó tăng thêm lực chiến ha. Cứ để cho nó tăng lên đi anh em. Đó, nó tăng được rồi hả? Ok, vẫn đang tăng nha. Đấy, để cho nó đang tăng. Kháng kim cang đậu xanh đó. Ok, nó vẫn đang tăng. Được. Làm nhiệm vụ thì làm và nó vẫn đang tăng ha. Ok, vậy là ngon rồi. Để cho nó tăng hết đi anh em. Tăng bằng tiền đồng. Đó, tiền đồng hiện có rất là nhiều nên là Ok, để cho nó tăng lên đi. Cả trăm mấy triệu tiền đồng mà lo sợ gì. Ok, quá cấp 49 rồi, hơn cấp nhân vật rồi. Tiếp tục, tìm cái hát tăng. Mới mở có kỵ rồi đúng không? Kỵ thì ok, lên luôn. Ngại ngùng gì vết bẩn anh em. Nó được 2 triệu mấy kim nguyên bảo khóa với lại 500.000 kim nguyên bảo không khóa mà lo gì. Tới luôn. Này là đang con sói đúng không? Đó. Tiếp theo sẽ là con sư tử. Ở đâu con này, con hổ. Ám minh hả? Hỏa ma ma hạt hả? Tên khó đọc dữ ta. Đọc cho nó lẹo cái lưỡi này sao á. Ok, heo sẽ hướng dẫn cho anh em tăng mấy cái này lên rồi tăng luôn VIP ha. Ok, vô nè. Kim cương không khóa. Đây, kim cương không khóa. Cả chép hay gì đây. Kim nguyên bảo là đỏ 2, 4, 5 nè ha, 500.000 á. Nè, 500.000 bây giờ chúng ta đi xài một mớ ha. Chúng ta xài thì nó xài kim cương không khóa thì kim nguyên bảo không khóa nó sẽ lên điểm VIP cho chúng ta nha anh em. Ok, baby hãy đổi tên bang. Kỵ nè. Ok, mua một mớ đi. Đồ có tớp nè, game mới chưa ai biết hết à. Đó là cái này bang phái, này chưa ai biết hết nha. Nên là tranh thủ vô mà chơi, để không mai chiều nhiều người biết thì nó đông rồi mấy chú lại nói anh Heo VKT giới thiệu con game gì mà đông lắc này nọ, khổ lắm thiệt luôn á. Gặp cái nghề làm dâu thiên hạ mà anh em à. Nên xem xong video đừng quên like share ha, để ủng hộ kênh nha anh em. Bây giờ đang nâng cái hú cưỡi lên cái thì nâng vậy nó hơi lâu đúng không? Để nó đi, để gì cho nó nâng ha. Thôi bấm tay nhanh hơn anh em ơi. Ok ok, tao không thích con đó. Má đang làm nhiệm vụ của nó dướng riết kìa anh em. Tệ luôn cho nó lên mát luôn đi. Không lên tới con giả tượng là chúng ta chơi được rồi. Hiện tại thì nó đang ở dưới. Con này cũng được nhưng mà không thích. Hình như sao con này là con giả tượng đúng không? Đó, không phải. Còn một con nữa. Gì vậy? À, thu hợp trang bị hả? Đợi luôn, được VIP 9 rồi đó anh em. Xài hồi nãy giờ có 100 mấy rồi mà được VIP 9 rồi đó. Rất là ngon nha. Tranh thủ nào. Tới luôn bữa ơi. Xe sau nó lật gì đây? Ê, sao con này ngon hơn nè anh em. Đừng lo, chúng ta còn 4.000 mấy nữa mà. Hồi nãy Heo mua cũng kha khá đồ ha. Nên là nó lên được tới 4.000 mấy lần. Ngõ ngục nham tê ha. Nè, chắc con tê giác rồi. Lúc mà anh em thấy server này là chắc là cũng đang chuẩn bị open rồi. Nên là chuẩn bị dung lượng, xóa bớt game thừa ra là tải về chơi liền ha. Đó, ok, kim tê gì nè. Nè, lên được VIP 9 rồi, đó, VIP 9 nè ha. Này độc quyền VIP, kích hoạt, trí tôn liền. Đừng có thời trang chứ không gì hết à. Rồi, đây, VIP nè ha. Mát VIP thì đây, chắc mát VIP cũng tới cả triệu à, không có nhiều đâu, rẻ mà. Trời trời, má nạp tỷ lệ nạp là 100.000 được 2 triệu kim nguyên bảo tươi đó. Rồi anh em nói gì nữa anh em, quá rẻ luôn chứ còn gì nữa trời. Trong khi đó là mát VIP chỉ có 50.000 à đó, còn đậu gì nữa. Chắc xài hết nhiêu đó kim nguyên bảo là nó lên được chắc cũng khoảng VIP 11 á. Mua liền, tiền nhiều mà. Hết nạp nhẹ nó cái chứ chơi game mà quy nhiều quá mà không nạp cho ủng hộ cho ad game thì cũng thấy tội ha. Đó, ok, mặc đồ vô, rất là nhiều đồ luôn, mở đó. Đó, đó, kích hoạt, rương, thời trang, rồi này nọ, đó, tiên nữ đâu rồi, mau đưa anh vào trong. Ê, cái này gì vậy? Ok, ok, mấy cái này rẻ mà, mua đi, chúng ta có nhiều kim nguyên bảo lắm. Hết nạp tiếp, đừng có lo. Rẻ, rẻ, tỷ lệ nạp 10.000 được 200.000 kim nguyên bảo thì rất là rẻ luôn rồi ha. Có level 77 à. Má nhanh thiệt chứ, mới đây là level 77 rồi. Chém hùa phải không? Má kinh lắm. Mà sao lực chiến mình 111.000 mà má xém hùa con 20.000 lực chiến là sao trời. Ok. Rồi, link thì Heo để với phần miêu tả ha. Anh em nào có chơi thì kéo xuống dưới, thông tin server, đồ fanpage này nọ có hết ha. Đó, Tân Thần Khúc, khai mở S1, Hoa Vũ 11 giờ ngày 27 tháng 2 nha anh em. Để anh em nào chơi thì tranh thủ tải game và vào chiến ngay ha. Đó, có rất là nhiều cái hoạt động nè, quà 7 ngày, rồi sôi động, rồi mừng open beta này tùm lum hết nè ha. Đó, ok. Chơi là chơi. Ok, Đó, gói quà lớn rồi, kim nguyên bảo, thú cưỡi chiến đấu, rồi ưu đãi đầu tư, trang bị đỏ siêu cấp nè hả. Ok ok, thấy cái này ngon nè. Ơi, tính ra cái này cỡ nào chúng ta cũng được một bộ hết đó. Rẻ mà, xác nhận luôn. Không, nãy giờ mà quay, nãy giờ còn quá trời luôn à. Lần quay có 2.500 rồi mấy ông ơi. Ơi vậy tính ra bỏ qua cái phần rút đi. Đây nè, bỏ qua cái phần rút rồi. Đó, vậy cho nhanh ha. Nó vẫn thiếu cái đầu phải không ta? Đúng rồi, nãy giờ thấy toàn cái tay không mà nó vẫn thiếu cái đầu nha. Dây chuyền đồ này nọ. Đó, mới nhắc chiếc nhẫn luôn. Đây có dây chuyền. Má đủ một bộ chưa ta? Ok ok. Oh man, rương đầy rồi. Túi đầy hồi nào thì không hay luôn. Đậu xanh. Rồi hả, link neo để với phòng mô tả. Anh em nào có chơi thì tải về. Rồi, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye. Giờ thì đi lấy đồ vô thôi.